dân tộc Khmer á. Dạ. Con về đó rồi mọi người cũng kêu cũng con nhìn từ xa, trẻ em thì những mọi người đó giống họ cũng nói con tưởng là thầy Thích Minh Tuệ. Dạ. Cũng giống, dám giống. À, hồi nãy mấy anh chưa tới thì khi Tịch Tuệ có chia sẻ hiện tại là cô bị chân đau nha, nhưng mà khi mình ra đây thì tôi đã vái khi mình trẻ thì có một cái sự nhìn màu nào đó cái chân tôi đã hết đau, hết đau hay không? Dạ, sư có thể chia sẻ lại cho mọi người. Hồi sáng là lúc xuống xe là sư còn đau hả? Sư còn đau cái chân? Không phải là con đau chân mà con thường thường ngồi thiền á là à, ngồi lâu. Lâu à, ngồi lâu nó đau. Lại mới bắt đầu vô thiền bỏ chân vô thiền kết già dạ. Thì gặp trở ngại là đau, con phải ngồi bán già xong khoảng vài phút rồi con mới ngồi dạ. Vào tư thế kiết già được. Nhưng mà bây giờ thì nhịp màu là hồi sáng con xin thầy á là thầy tác ý cho con, thầy tác ý cho con để con ngồi già không có đau nữa. Thì con ngồi giờ con ngồi xuống bỏ chân lên kiết già bình thường dạ. Không con có đau hay, như hay. Mấy bữa trước nữa. Với lại hồi đó con sâu kim á thì con đọc chữ không có rõ, với lại sao sâu kim không có được á. Nhưng mà từ ngày theo thầy Thích Minh Tuệ thì con sâu kim rõ ràng, may đồ được luôn, nói chung là rõ ràng. Con mắt nó sáng ra hơn dạ, nha sư. Dạ. Dạ, với lại giờ thì tuy ngày ăn một bữa nhưng mà không bệnh đau gì cả. À. Người rất là khỏe. Sư có thể chia sẻ là lúc đầu á là khi ăn một bữa như vậy có thấy khó chịu không? Lúc mà đầu dạ, mới bắt đầu tập á. Con từng tu sai như Phật Thích Ca ngày xưa con nhịn dạ. Ăn 10 ngày á, dạ. Không ăn giọt nước nào 6 ngày. Không tắm rửa ăn răng thì chỉ chịu đói con chịu được. Dạ nên cái nhịn một ngày một buổi đối với con là chuyện bình thường dạ. Nhưng mà lúc nó cũng có đói còn cào vì bình thường mình ở nhà mình ăn hai bữa dạ. Ba buổi ví dụ vậy dạ. Nhưng mà khi mình nhịn ăn một buổi như vậy thì dạ dày cũng tiết dịch vị và cồn cào khó chịu trong ruột ha. Thì con lúc đó con nói với cái dạ dày mình á dạ. Là bạn đừng có tiết dịch vị ra nữa tại vì ừ. Bạn hãy đồng hành cùng tôi, bây giờ chúng ta là tu hạnh đầu đà thì ngày chỉ ăn một buổi thôi. Thì mình đặt cái tâm mình vào cái dạ dày mình á, mình yeah. Nói chuyện với nó cái dạ dày của mình và tự nhiên bạn ấy không có tiếp dịch việc đó nữa và mình không có nói gì á. Cô sư sao sư không ở lại một đêm rồi mai sư về cho đỡ mệt, chứ sư mới lên đây mà về lại thì mệt thì sao dạ, sư sao con thì con tính ở lại vài ngày nữa dạ. Nhưng mà do là giờ sợ ảnh hưởng đến nhiều người chức năng nữa dạ. Nên con mới là chọn là về sớm. Dạ ra đây như vậy là cũng tọa nguyện rồi. Nên con dạ. Muốn tranh thủ mà về nhà mình đã ẩn tu. Để không dạ. Phiền đến người khác, không quá phiền tốt. Đến cơ quan dạ, chức năng. Dạ, dạ, dạ. Tại vì tụi con đưa sư lên đây là cũng là một địa điểm an toàn, rất chi là an toàn rồi. Dạ. Mà bảo vệ an ninh ở đây cũng rất chi là tốt. Nên là đột ngột sư mới ra đây xong cái sư quay về liền thì con cũng biết là lý do như thế nào. Dạ. Thì tụi con cũng có lên đây. Yeah. Nhưng con không muốn liên lụy đến ai yeah. Sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng con tranh thủ về tu ở đâu cũng tu được hết á. Tu ở đâu cũng tu cả. Ở quê hương cũng tu được. Thì mình về quê hương mình tu. Dạ yeah, thấy chỗ nào an nhiên tự tại không ảnh hưởng đến người khác thì mình nên quay về. Dạ yeah, yeah, thưa sư, sư có thể chia sẻ thêm một vấn đề yeah. Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa yeah. Cho phép sư về Khánh Hòa tu thì sư có chọn Khánh Hòa là nơi tu tập của sư không ạ? Con ước mơ lắm, con nói đây là một nơi đất thánh tại vì những vị sư ẩn tu trên núi rất là nhiều. Rồi sư phụ Thích Minh Tuệ của con ở đây nữa rồi tu như vậy đó thì con cũng có cái ước mơ đó. Con cũng nói nếu như hội Phật giáo mà cho phép và cơ quan chức năng mình cho phép. Rồi con của con mà khi con đã lo cho các cháu ổn định đâu đó thì con sẽ trở về đây là lên núi tìm cái hang nào đó ví dụ tìm cái hang đó rồi mình ẩn tu trên núi yeah. Ở đây A Di Đà Phật dạ con cũng hy vọng là có một điều gì đó xảy ra để mà cô đạt được cái ước nguyện của mình dạ Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cô đây là cô là quê của cô là ở đâu? Dạ quê gốc của con là người Quảng Trị yeah. Quảng Trị là Vĩnh Linh, Vĩnh Hòa, Quảng Trị. Nhưng mà con mới sinh được một tuổi, năm 1982 là 83. Năm 1983 là mẹ ẵm vào miền Nam, khu kinh tế mới ở Bà Rịa Vũng Tàu.